4-5 năm trời mình phải quán xuyến nguyên cái tiệm đó. Tới sáng là Thanh Liêm á, ngày xưa là mở mắt ra là bắt đầu là thức dậy xong là tắm rửa là đi uống cà phê, uống phê xong tới trưa là 10-11 giờ là Thanh Liêm đi tập thể hình đó, rồi bắt đầu về ăn cơm nước xong cái ngủ xong cái là chiều rồi xách cái bị đi tập võ. Một cái thời gian rất là dài quý vị, bởi vì bây giờ mình nói rồi chị đẹp chuẩn bị quách tập 2. Em nói thật sự, nếu mà trên con đường mà sư tu chân chính thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với sư đi. Làm như vậy riết rồi sư sẽ dễ bị ngã lắm quý vị. Rồi bắt an ninh trật tự nơi cái địa phương đi đến. Em biết gì thì em chia sẻ vậy thôi. Cả nhà nói chung cái công việc bán giấy số là em cũng ước ao là cả năm nay rồi. Em ngồi em suy nghĩ em tính toán rất là kỹ, tại vì cái giấy số kiến thiết là người Việt Nam mình không bao giờ nào mà không chơi hết trơn á, nó cũng đem lại đến cái lợi ích cho người chơi. Nếu mà cô bác anh chị em mua cơ may chúng độc đắc được thì cũng đổi dặn đổi đời đó, thì mình cũng làm cái công việc nó chút vậy cũng được, tạo thêm một cái công việc nữa cho mình. Nói chung là tình nghĩa chị em sống ở đời, bây giờ mình đâu biết ngày mai mình ra sao. Mình nói thiệt, nói luôn cả nhà nghe, ngày xưa Thanh Liêm chưa bao giờ Thanh Liêm suy nghĩ mình đi làm bất cứ một cái công việc gì ở ngoài đời, tại vì cuộc sống của Thanh Liêm ngày xưa nó rất là thoải mái. Ở sáng là mở mắt ra thì có mấy đứa em nó làm đó, nó dọn tiệm, dọn cửa hàng, rồi sau này cái kinh tế đi xuống làm ăn mình cũng đi xuống theo. Rồi bắt đầu cái Thanh Liêm phải la lăn lộn là hết là 4-5 năm trời mình phải quán xuyến nguyên cái tiệm đó. Tới sáng là Thanh Liêm á, ngày xưa là mở mắt ra là bắt đầu là thức dậy xong là tắm rửa là đi uống cà phê xong tới trưa là 10-11 giờ là Thanh Liêm đi tập thể hình đó, rồi bắt đầu về ăn cơm nước xong cái ngủ xong cái là chiều rồi xách cái bị đi tập võ. Một cái thời gian rất là dài quý vị, bởi vì bây giờ mình nói bây giờ mình suy nghĩ bây giờ tuổi trẻ đừng có nên để mà đánh mất những cái thời gian, cố gắng làm được gì cứ làm đó. Để giờ Thanh Liêm đã mình 40 mấy tuổi rồi, 42 tuổi rồi, bây giờ bắt đầu cái mình phải chạy đó, chạy buông ba với cuộc đời mà thời buổi giờ chạy đâu phải dễ đâu, rất là khó chứ không phải dễ như ngày xưa đâu. Ngày xưa bưng trải là sẽ làm giàu à. Còn bây giờ làm chạy da chóc dãy, làm chạy xe là coi như là đứt dây sên luôn á, mà chạy còn mà làm còn không ra hồn cái chóc luôn, không có tiền đó. Chỉ có làm những cái chuyện mà lường gạt mới có tiền thôi, làm bậy bạ rồi mới có tiền thôi, chứ ngoài ra giờ không thua. Bởi vì giờ làm được gì mình sẽ làm thôi, kiếm từ cái đồng tiền chân chính của mình á. Sao rồi? Mình có cái bệnh á, khi mình làm không làm thôi, mình làm mình chăm chút vô công chuyện của mình lắm. Vì cái đó là cái mình muốn làm thì mình phải chăm chút vô cho nó. Dạ chào Hiếu Nguyễn nha, chào Phạm Lan nha. Nói chung là Thanh Liêm cũng ấp ủ ước mơ để làm một cái giấy số này năm nay rồi. Bây giờ trước đầu cái bước đầu bây giờ Thanh Liêm phải làm thêm một cái bước này là mình vừa làm mình vừa học thôi, thật sự không biết gì hết trơn đó. Nhiều người hỏi giấy số ở đây mua có trúng gì không đó, mình nói không biết nữa, trên đợi số thể hiện đó. Nhưng mà ở những cái tủ số mà lớn lớn đó, nghe nói là mua mà
không phải trúng hai con đầu nha, mà trong cái lô á, trong cái 6 con số mà nó trên giấy giò hình như nó thể hiện trúng hai con đuôi sao á, là sẽ được hoàn lại tờ giấy số hay gì đó. Đó. Bởi vì có nhiều cô bác đến mua số rồi hỏi Thanh Liêm rồi có biết cách trúng sao sao không, mình cũng chớ có biết luôn. Rồi còn mình cũng nói giờ thôi, giờ làm tập sự thôi thì tốt nhất là không có làm ba cái đó, không biết rồi mua làm tầm bậy tầm bạ đây tuột vốn luôn, vốn được chí cốt nó hỗ trợ mà làm tuột nó luôn, lấy gì nữa trả đó. Đó đó đó, hoàng vé số khi trúng hai con đặc biệt đó đó đó, đúng rồi đó đó đó, không gài người ta hỏi nó đó hoài mà mình đâu có gành đâu mà làm. Đóng cù lai gì đó, kêu là đóng cù lai gì nữa đó, thôi cái gì không biết thôi đi cho nó dễ. Mẹp thì bà có tâm hồn ăn uống thì khỏi nói rồi. Đó, bởi vậy hổng gài người ta lại tủ số, mình ta mua người ta hổ hoài, mình có gành đâu. Chết rồi, hết pin rồi. Hết pin rồi. Hết pin rồi cô bác anh chị em ơi, cái đường live Thanh Liêm nó hết pin rồi. Thì Thanh Liêm cũng mong cả nhà thông cảm. Sáng mai tiếp tục coi cái live hội tiếp của Thanh Liêm. Tiền luôn đi con. Ít tiền luôn đi con. Nhiều con? 45 hả con? Ta chưa có đụng vô mà nó làm vậy đó. Ừ. Thôi con đừng đụng đó. Ừ con đừng đụng đó. Trời ơi. Kìa có ta bỏ đồ ăn cho nó ăn mà nó làm cái nết nó vậy đó. Rồi hết pin rồi. Đang nói chuyện giữa chừng hết pin rồi cô bác ơi. Ê. Rồi. Cảm ơn con nha. Cuốn nào? Thì chó nhỏ đó, đó hả? Ăn cuốn mệt đó. Thôi, nó ăn rồi. Đem về cho chó nhỏ ăn đi. Nó ăn chàng hỏng hết trơn bữa nay rồi. Còn tống thịt bệnh rồi kìa, để sáng trộn cho nó ăn nữa. Đồ đồ mấy con chó nó cùng cưng, cưng nó như trứng ngỗng vậy đó. Tôi nói nó còn biết nghe dữ lắm á. Sao mà tôi nói chị không nghe thiệt, hai con chó ở nhà với ốc len á. Hai con chó nó khôn giả man luôn, nhất là con chó cái á, chó cái nó giống ốc len quá, nó khôn, nói một cái là biết nghe. Sáng mở chuồng ra là đi vệ sinh xong về kêu vô nghe không là đi vô liền đó. Rồi biết nói chuyện với nó biết nó nghe, nó mừng, nó quẩy đuôi quẩy quách. Rồi giờ nó phải không? Rồi nó là thôi về đi, chào khán giả về đi. Rồi ừ, về ngủ đi, máy hết pin rồi, không cũng không có nói chuyện được với cô bác anh chị em được nhiều nữa. Thì sáng mai thì cô bác anh chị em mình cứ lên xem lại cái clip này qua cái Thanh Liêm sẽ đăng lại cái phần clip nguội cho cô bác anh chị em theo dõi. Chứ bây giờ không không em dây. Người ta có làm gì đâu mà cứ sửa sửa hoài vô duyên. Tao lại gần là chỉ la. Này chắc sống không thọ đâu mà nè. Nó ốc vô ốc nhách mà. Mấy ngày nay cũng tụi em bạch thiện qua cũng mua với lấy với số lại bán tiếp Thanh Liêm. Thấy Thanh Liêm bán chậm mà cũng qua lấy với số rồi bán chạy hàng tiếp Thanh Liêm á. Có gì cái thì cũng nhờ ông bà Phước Đức để lại cũng được, người này người kia ta thấy mình ta cũng thương đó, giúp mình được gì đó giúp, hỗ trợ mình được gì đó hỗ trợ.
Nói chung là hiện tại bây giờ là cái công việc YouTube của em là nó đã bị sừng lại rồi. Nhưng mà bỏ thì em không có bỏ, mà em phải tạo một cái công việc khác để em làm. Thứ nhất là kiếm một cái nguồn thu nhập mới để mà con bé lớn của em sang năm mới vô đại học rồi, thì em cũng phải có cái thu nhập để mà em lo cho nó học đại học nữa. Chứ không phải mà cứ đi vào cái YouTube hoài chết. Thì gần một năm nay em hy vọng về cái Facebook đó, tại vì thấy mấy anh em làm Facebook tiền quá rất là mê đó, rồi ráng chạy chạy để mà đạt cái tiêu chuẩn đủ cái điều kiện của Facebook đó. Đến khi nó đã đạt, đến khi nó đã đủ rồi thì tới bây giờ vẫn chưa bật được. Rồi làm em bây giờ em cũng hơi bị nản nản về cái Facebook nữa. Em cũng làm thôi, đăng thí đại bò càng, có gì đăng đó đi, dính gì đó dính đó, rồi khi nào bật được kiếm tiền đó rồi bật. Chứ giờ cứ đắm đuối vào nó, cái thời gian vừa qua đó là em bỏ cái chuyện làm kênh YouTube nhiều lắm, ít làm clip á. Quý vị cứ xem, quý vị cũng đã thấy rồi, em chạy theo là Facebook là nhiều, chạy là coi như là đi ngày đi đêm luôn á, mà bây giờ nó chưa có đạt được gì hết. Cái lượng sub bây giờ nó cũng đã đạt lên gần là 16.000 rồi. Cũng nhờ cô bác anh chị em thương tình mà vô đăng ký kênh ủng hộ với Thanh Liêm á, thì cũng mong thời gian sắp tới thì Thanh Liêm cũng được cái sự là thương tình và đăng ký kênh ủng hộ giúp của cô bác anh chị em nha. Rồi thì bây giờ Thanh Liêm cũng xin phép chào tạm biệt cả nhà. Chị đẹp cũng mang rồi, trả lại cái mặt bằng cho người ta bán. Chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi thôi vậy.